Rồi hello anh em ơi, cập nhật máy móc cuối tuần anh em ơi. Bữa nay thứ bảy rồi. Ba năm đi đầu tiên anh em ơi. Đây 5075 dân đe. Buổi đầu anh em con này Thái Lan nha, hải quan đầy đủ. Vô chi tiết từng con máy cho anh em xem ha. Máy móc và động cơ bao anh em zin xi. Con heo con bé con này kia ha. Lắp lát con máy xanh đẻo anh em. Dân đe 5075 chụp bô anh em, đời này chụp bô nha. 75. Vỏ trước nó đi cái lớp bao nhiêu này? 12-24. Vỏ sau là 18-30 anh em. BKT 18-30. Đó. Bốn cái vỏ zin còn ha. Anh em nào lên vỏ cao, lên bốn cái vỏ cao thì đổi tiền, mình đổi vỏ bù tiền anh em ha. Đó. Mình muốn để bốn vỏ zin thì tính theo bốn vỏ zin anh em ha. Để sạc limo là còn ok. Đầy đủ hết á anh em. Đó. Lát mình máy xe nẻo. Nói chung máy bản lại chạy khô anh em ơi, máy móc còn nhìn nước sơn nó bọng còn im lắm anh em. Không phải như máy Việt Nam mình mà nó xét anh em ha. Anh bởi máy móc thì anh em khỏi yên tâm đi ha. Còn bên đây 5050D dân đe luôn. Còn làm thay 40 lớp cao anh em. Anh bởi bóp 4 cái lớp ra là gì mình cáp kèm đổi luôn anh em ơi. Cáp kèm đổi tại anh bởi luôn, bấm 4 lớp cao luôn nè. Con này là về khỏi thay lớp anh em, còn con 75 thì mất về anh em mất thay lớp thì thay ha. Đít bọng đồ này kia là dây chặn dây bọng ta sách lưu ghiên nguyên xi hết anh em ha. Đó. Quay chi tiết lắm cho anh em coi luôn cho anh em dễ tham khảo anh em mới sao. Nó nhìn con đó là 3X anh em ơi, nó 300 mấy thôi. Này 50 này cũng 300 mấy nhưng mà ba nhỏ, đó ba lớn ha. 75 đó ba lớn. Này ba nhỏ thôi nha. Nè. Đít khu nó này rồi kia không. Giấy tờ hải quan đầy đủ cho anh em ha. Đó, anh em đừng yên tâm, cứ về xài. Chụp chặt vậy mình một đình một cho anh em ha. 150 đó. Còn bên đây Yamaha 351. Đây. 351 mấy con này phải chạy bật chìa phá lên chạy nó mới hiện giờ anh em. Bây giờ mình không có đề cho anh em coi, còn mấy con này bật chìa phá là nó hiện giờ nè. Đó. 580 giờ anh em ơi. 580 giờ, 4 lớp zin còn nha. Ha. Yamaha 351. Mua thì có hạ rồi đó, còn con kia chưa hạ đó. Nào nói thẳng cho anh em vậy đó, về chi tiết thì có sao nó vậy anh em ơi. Đây lóc lát mình máy nó nè đó. Ok anh em, khô gác sạch sẽ ha, quay dưới gầm cho anh em coi luôn nè đó, coi nó chính xác nha, khô gác sạch sẽ, không xì không bọng gì hết nha anh em, dè bọng một ghim xì 500 mấy chục giờ anh em ơi, đâu hơi hám gì, mới 500 mấy chục giờ chưa được ngàn giờ, chưa hết bảo hành, hai dây chằng gọn nguyên chăng ha. À. 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 Chặt nó chắc cái này kia ha. Nhớ à. Ai số xế anh em ơi. 351. Con này động cơ 4T88. Ha. Còn này là 357 mới là động cơ 4T94 4 số bắp. 57 ngựa. Con này là cũng như động cơ của 514 nha anh em, 51 ngựa ha. Nhưng mà cái nó đồng tốc, 8T8 lùi. Này cũng gan luôn anh em, 357 cũng gan luôn. 357 351 số má đi gan nhau khác mỗi động cơ anh em ơi ha. Bốn bánh đi gan nhau luôn. Đó. Đó cho anh em gần vậy đó. Nhưng mà đây 357. 357 đây. Đó, cầu kỳ đồ này kia ha. Khô gáo sạch sẽ hết anh em. Quay gần cảnh quay dưới nền cho anh em coi luôn cho nó chi tiết ha. Xì sọt luôn anh em, nhìn anh em biết liền à ha. Xì sọt hay không xì sọt cũng biết liền. Con này bao nhiêu giờ rồi? Này gần 700 anh em ơi, con này gần 700 chứ chưa được 700 ha. Gần 700. Động cơ nồi số luôn. Ăn ba da rồi này kia là bao anh em ghi nguyên zin hết anh em. Chưa cắt chưa chẻ chưa động gì chưa ha. Đây mất nhát nè. Đuôi chuột dương đét. Chứ chằng đã sách thì anh em khỏi nói này, quay nhìn cái là biết anh em ghi là lô ha. Chứ không có vụ mà lô với zin lẫn lộn được anh em ha. Con này mua chưa hạ anh em, con đó hạ mua hạ rồi nó mới thấp đó ha. Hai con nhìn cao ghê. Anh em muốn hạ cho anh em luôn, có gì đâu. Đó. Anh em nào muốn hạ thì để mình cắt hàng cho anh em, có gì đâu. Đơn giản anh em ơi. Và chuyện lạc giặt đó mình làm giùm anh em được hết. Đó. 2X anh em ơi.
2X. Còn 351 cũng 2X luôn, quên nói giá cho anh em, báo giá anh em 2X. 2X. Đó. Trung học thôi, hai ngày ít trung học anh em. Đó. Còn bàn đó là hàng đó là 3X. Dàn đe, dàn đe thì nội động có đá anh em, nó bền cho bò lắm. À, anh em nào có xài anh em đã biết rồi. Mình cũng không có giới thiệu nhiều dàn đe mà dàn đe Thái nữa, chứ không phải dàn đe Việt Nam anh em. Đồ Việt Nam mới gấp tiêu chuẩn khác nhau anh em, bển trên lệch nhau trăm mấy chục triệu luôn. Cũng như 518 Thái, 518 Việt Nam, con đây 60 Việt Nam. Con này thì ghi nguyên si. Đây. Bơm bọng động cơ số má được ghi nha. Chưa vệ sinh anh em. Đó, có sao bán vậy thì anh em thích, có sao bán vậy thì bán vậy cho anh em. Đó, không sao thì gầy lớn nè. Lớn. Gầy số 7. Đỗ Nguyên Đỉnh ha. 18 16 28. Đó, vậy anh em khỏi phải lên không lớn anh em. Dạ. Hai bên đùi chưa tách anh em, đùi chuột chưa tháo luôn nè. Gom bọng nó còn oxy nè. Ha. Đó, có cái là máy Việt Nam thì vậy anh em ơi, đích hơi xét cái đâu nhầm gì máy này thì nói chung làm cho anh em được hết, không có gì hết. Nói chung chưa vệ sinh, chưa dọn dẹp gì, nó có thế bán thế anh em ơi. Con này 60 không Thái à. Bốn vỏ ga lì còn nha ha. Đó, vỏ sau ga lì còn, mâm tánh tay đó, ủi đầu quá mới nè, con này mới lắm. Con này đề 219 anh em, quên báo giá này cho anh em luôn. Anh em thích báo giá, báo giá anh em 2X nó, 2X trung học thôi, bô đồ bô còn nè. Chi tiết đánh giá máy anh em, đây là nồi nè, mèo bố bây ra rồi nè ha, cầu chưa cắt luôn em ha, quay là quay chi tiết cho anh em coi luôn, anh em thích báo giá anh em luôn. 219 thằng này cũng 219 luôn, thằng Thái này cũng 219, thằng này cũng 2X, bỏ ủi thì lại trừ 20 triệu đó. Con này 931 giờ anh em ơi, còn con Việt Nam này coi, con Việt Nam thằng có bình anh em ơi, con này hơn ngàn rồi, này ngàn mấy anh em ơi, con Việt Nam 1 ngàn mấy rồi, vỏ nó cũng lì nhau rồi. Đó, con này cũng 2X, 2X lớn anh em, đời mưa mũ hết ha, mưa mũ cao xích anh em nhìn biết liền ha, mưa mũ là đời cao sau này, còn mua cao xích đời trước rồi, 24, 23 rồi, 25, 26 vẫn có, 27 vẫn có công mua cao xích anh em, giữa giữa 27 không có mua cao xích nha, qua mua mũ ha. Rồi tới đây dàn đe 5065 65 bốn cái lớp cũng thay bên bển rồi anh em ơi. Đó. Cũng chơi thay bên kia rồi, đổi bên kia cắp kèo đổi bên kia rồi đó. Giờ đây khỏi phải thay anh em ơi, bốn cái lớp bên còn 5075 nó không có, bởi vì mình không thay anh em ơi. Có mình thay luôn rồi, về đây khỏi phải làm anh em, nó nhập người lắm, mấy cái lớp này cãi ra nhập lắm. Nào giờ nó chưa cãi, cãi nhập lắm anh em. Bởi vì có bển là mình thay cho anh em luôn, về anh em chạy rồi, chứ khỏi phải làm lụng chứ. Đổ dầu vô đổ nhớt là chơi anh em ơi. Xuống ruộng là chơi và bao cho anh em xài ha. Nó 5065. Đây, đích khu của nó nè. Xin nẻo đó. Bao xài anh em. Bao cho anh em chạy, chụp chặt gì mình hỗ trợ cho anh em tặng răng luôn. Đó. 5065. Con đó 3X anh em ơi, 3X lớn. Đầu bô còn con chăng hết anh em. Máy bả thì anh em nhìn biết cái đầu bô đó ha, nhìn đầu bô lăn tiền thôi. Còn máy Việt Nam mình đếm mấy đầu bô đi hết, bứt hết rồi, không còn đâu. Đây, heo nó nè. Hai số xới hết. Máy này đời cao hết nha anh em. Thằng này 18 19 gì đây nè, 18 19 thằng này 20. 20. Thằng này cũng 20. 20 21 nữa. Mấy hầm mũ là đề cao anh em, còn mấy cái hầm hợp sắt là đề trước nha ha, nói cho anh em biết nha, hợp sắt là đề trước đó. Còn hầm mũ là đề cao á. Còn ba dân đe 360 252 con dân ma đó, con này 2X nhỏ xíu thôi à. Cũng vẫn có máy Thái cho anh em luôn đó, tiền nào của đó anh em đó, 2X nhỏ xíu thôi đó. Ít nhỏ à, 360 con này động cơ ghim si ha, nồi bố nồi bọng coi này còn ga lì anh em, bốn vỏ ga lì còn ha. Sao không ga lì, đích khu sạch sẽ, nói chung máy sạch sẽ hết trơn anh em ơi. Đây gon bọng rồi này kia nè, cái gon đồ chuột cũng còn á anh em ha. Mình bệnh nó chạy đa số nó cài là nhiều anh em ơi, cài ủi là nhiều. Cái này máy mình này mà há ủi bán rồi anh em ơi, còn máy không mà. Anh kia mới hẩm chia cho để kia cái ủi rồi, 60 đòi mua cái ủi thì tháo ủi bán anh em. Còn cái xe không, bởi vì nó 2X nhỏ anh em, dễ xài cho anh em á. Anh em là không cần ấy, không cần ủi đầu đó thì con này là ok anh em.
về khỏi phải ấy đầu, khỏi phải tháo đầu đó. Còn lấy con kia thì bây giờ máy giờ Việt Nam giờ ít có, người ta cũng ít có xài ủi đầu lắm em ơi, tại vì cực chẳng đã mấy cái con này dính dính đi ủi đầu đẹp đẹp lấy ủi đầu luôn, còn đẹp sợ ủi đầu hay số xấu một tí mình bỏ mình bển thôi, trừ tiền anh em đem về Việt Nam cũng khó bán. Báo giá anh em trực tiếp luôn đó, đó anh em nào có nhu cầu liên hệ anh em, cửa hàng mình có trên bã anh em ha, số 8 xã Sơn Kiên, đất Kiên Giang đó, liên hệ trực tiếp với mình trao đổi anh em, em thích con nào anh quay video trực tiếp đó cho anh em coi ha. Đó, anh em này hiện chí mua thì điện trực tiếp cho mình đi đó, giá cả anh thường lượng sao anh em, chứ nói trên mạng này nói tới nói luôn cũng vậy, anh em coi trên hình nhưng anh em mua đâu được, cầm mấy trăm triệu cũng phải xuống cửa hàng coi đàng hoàng thế nào, máy móc sao chạy ra sao ra làm sao cũng được anh em đó, chứ mấy anh em đâu mua trên mạng rồi đâu. Còn những anh em nào mà mua mình đó từ trước người ta tin tưởng đâu mà bắt vô người ta đấu vô anh em, bắn tiền cái là mình giao máy thẳng thôi, tới ngoài quay trực tiếp cho anh em coi vậy đó, ừ, máy chi tiết thế đó, nó có gì đó. Đó là mình giao cho anh em, chứ còn anh em nào ở xa thì muốn trực tiếp xuống coi cửa gần gần thì trực tiếp xuống coi thì ok, đến cửa hàng coi cho nó hôi máy. Còn anh em ở xa phải quay kỹ cho anh em coi nó máy móc đồ chạy tới chạy lui sao, số xới số bọng đường sao, ben bung sao, ok tắt thằng tặc mình mới giao rồi ha. Máy móc máy xe máy một này kia có đầy đủ, anh em ở đây mình thấy loại nào mình cũng có nha, dần càng sớm lòng đầy đủ chân, anh em muốn cái gì có cái đó ha. Rồi hẹn anh em video sau nha, máy móc này giờ mình cập nhật liên tục cho anh em ơi ha, lần này cũng gần tết anh em ơi, giờ ở đây cũng qua vụ rồi, không qua vụ mấy con này cũng hết em còn đâu anh em ha, số không đồ này kia ở đây nó hết xài lắm, dân đe rồi này kia cắt khô rồi chạy mấy dân đe này đúng bài anh em, dân đe đó. Rồi hẹn tất cả anh em video sau nha, chào tạm biệt anh em luôn nha.